dân. Ta đẹp dữ chị, trời ơi không nhận ra luôn trời. Chú Choa quá đẹp. Mẹ, mẹ xem gì vậy mẹ? À, mẹ đang xem hình hồi xưa của mẹ đó con. Nè, con nhìn nè, mẹ cũng hot girl một thời của trường đó. Nè, con thấy mẹ đẹp không? Con thấy mẹ đẹp quá. Dạ đẹp. Sao? Ủa mẹ ơi, đây là ai con không biết. Đây á hả? Dạ. À, đây á là cháu gái họ, con của Năm, con trai của ông Sáu. Mà ông Sáu á là ông chú họ gần nhà ông Chính, anh ba đời nhà mình đó. Ủa mẹ nói gì con không hiểu. Không hiểu hả? Lại nha. Đây á là cháu gái họ, con của cô Năm mà con trai của ông Sáu. Mà ông Sáu là ông chú họ gần nhà ông Chính, anh ba đời bên nội nhà con đó. Không hiểu. Mà nó không hiểu hả? Nó hơi dài, mẹ nói ngắn lại chút xíu. Nghe cho kỹ nha, nghe lần cuối nè. Em ba đời bên nội. Stop! Mẹ ơi, mẹ chờ con chút xíu nha. Mẹ có thấy con vẻ đẹp không? Ủa? Sao hình này hình gì mà nhìn là lạ cũng hay vậy con? Đây là sơ đồ tư duy con học ở trên siêu nhân hóa học được. Giáo mẹ được xinh và thông minh giống mẹ. Con ông Tám của cháu bà Năm, bà nhỏ cô Út của em rể chú Bảy. Trời trời, cái gì mà tùm lum tà la thông tin vậy nè. Thật sự là khó nhớ phải không? Rắc rối quá. Cũng giống như các sự kiện lịch sử mà các bạn học ở trường cũng vậy. Vô cùng là nhức đầu, vô cùng là rắc rối. Nhưng yên tâm đi, đã có siêu trí nhớ học đường. Ở siêu trí nhớ học đường, thầy đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để bạn sử dụng các cái kỹ thuật ghi nhớ, đặc biệt đó là kỹ thuật mind map. Kỹ thuật mind map là kỹ thuật để giúp cho bạn hệ thống lại kiến thức, phân luồng kiến thức. Và bạn dùng các cái từ khóa, dùng những cái hình ảnh màu sắc và một cái cấu trúc rất là khoa học. À, nó tương thích với cái sự suy nghĩ rất là tự nhiên của não bộ con người. À, tương thích với cấu tạo rất là căn bản của một cái neuron thần kinh. Vì vậy các bạn sẽ nhớ một cách dễ dàng. Ví dụ như các bạn dễ dàng đọc ra là con ông Tám của cháu bà Năm, bà nhỏ cô Út của em rể chú Bảy một cách nhẹ nhàng. Ok ha. À, vậy thì những cái dữ liệu phức tạp nó lằng nhằng, nó có khả năng dễ gây nhiễu như vậy, nhưng mà các bạn có hệ thống mind map thì dễ. Và đặc biệt là thầy đã làm cái chương trình song ngữ, tức là thầy mời các thầy cô quốc tế lồng tiếng vào. Vậy là các bài giảng toán, lý, hóa, văn, sử, địa từ lớp 1 tới lớp 12 đều có tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi clip, mỗi bài học chỉ có 5 đến 7 phút là bạn học xong một môn. Như vậy thì việc học của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và bạn có cơ hội để trở thành công dân toàn cầu. Nhớ nhanh tay lên siêutrinhocduong.com đăng ký và học nhé. Biết cách học để khỏi cực nhọc nha các bạn. Tôi đã học được nhiều điều từ dự án này. Một sự đột phá khi học sinh Việt Nam có thể học tiếng Anh ngay khi học tất cả các môn học khác từ sách giáo khoa. Nội dung của siêu trí nhớ học đường trong các video rất thú vị, rất ngắn. So I think this project will improve a lot of the creative thinking ability and especially English for the Vietnamese students. These will make students remember quickly everything, not only just the numbers. I think it's very good because partly it's online, so the students can watch it anywhere, anytime. And also they're learning about Vietnamese culture, history, maths, etc. But also they can learn English at the same time. So everything becomes very simple and it can be done anywhere. The content of the video is interesting and short to keep kids engaged. So the lecture is really condensed. I think that's a creative way of teaching as a teacher. I think the mind maps especially summarize the lessons and they help the students stay visually engaged. I think it's really interesting and a great program. I think it's great. I am learning so much about Vietnamese culture and I really like that they're separated into small chunks so that you can really focus a little bit on specific information so that students can have a visual learning aspect.
which is super important for different styles of learning. Some people learn audio-wise, some people learn visually, and some people learn actively. So they even have experiments in some of the science lessons that are amazing. I hope that with the knowledge that I've just shared, you will be able to learn quickly and have a retentive memory. Thank you for your listening. See you in the next lessons in the Super Memory for Schools program. Dự án này mang tính đột phá, giúp học sinh Việt Nam học tiếng Anh ngay cả khi học các môn trong sách giáo khoa. Phương pháp học trực tuyến qua video giúp trở nên đơn giản, nội dung video rất thú vị và ngắn gọn.